Rồi, ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh Great Game Mobile của mình và tiếp tục về series những cái trận đánh hay của những cái em tướng mới nha anh em nhé. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em đấy một số trận đánh ở bên cái cụm server chung hiện nay mình đang chơi và tiêu điểm tướng của cái video ngày hôm nay đó chính là em tướng Chỉ Đại Nico Robin nhé. Thì anh em mà để ý này, cái team chính của nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì hiện nay lực chiến của bạn ý là đang 7.094.000 và em tướng Nico Robin đây. Thì anh em thấy là Nico Robin hiện nay thì kỹ năng SP là level 15 này, sức tấn công của Nico Robin là 203.000 và các chỉ số cơ bản thì anh em tập trung vào sát thương bạo kích là 282% nhé, như vậy là tương đối là cao đấy. Tiếp theo nữa là cái chỉ số là bạo kích là 66% anh em ạ, như vậy là khoảng 2 phần 3 và kết hợp với các kỹ năng nữa thì nó cũng sẽ lên đến khoảng 100% và hơn 100% cái tỷ lệ bạo kích. Về rune của con tướng Nico Robin này hiện nay đang sử dụng một rune xuyên giáp level 4 và liên kích level 3 này. Tiếp theo nữa là tăng sát thương bạo kích level 4 và thần lực level 3. Haki đang sử dụng một Haki là chấn động level 4 với cái lượng sát thương của kỹ năng chủ động nó sẽ dao động từ 110 đến 125%. Tiếp theo nữa là Haki thanh tẩy level 3 thì đấy là Robin của chúng ta. Rồi ok, cái đối thủ đầu tiên mà trận đánh ngày hôm nay mình muốn gửi tới anh em đấy, mình sẽ gọi là người chơi là Nikanufi nhé. Thì anh em để ý team chính này của người chơi này này, lực chiến là 7.816.000, như vậy là so với team của Nico Robin thì là chênh 800.000 lực chiến anh em nhé, là cao hơn 800.000 lực chiến. Và team này của bạn ý thì cũng có em tướng là Edward Vivill tanh này, búp máu Wanomako này, tiếp theo là Nikanufi, Kharos và em tướng Durabolid. Và Nikanufi ở đây thì anh em thấy là cũng kỹ năng SP nè vào 15 này, em tướng Kharos của chúng ta thì cũng kỹ năng SP nè vào 13 này, Durabolid hiện nay cũng kỹ năng SP nè vào 12. Như vậy là team này không hề yếu một chút nào anh em ạ. Đấy, nhưng tuy nhiên đây anh em có thể thấy này, cái kết quả của trận đánh thì cái team số 2 của người chơi Robin của chúng ta đấy với 7 triệu lực chiến có thể clear luôn là hai cái team đấy, team chính và một team số 3 của người chơi Nikalufi này anh em ạ. Rồi bây giờ sẽ cùng xem em tướng Nico Robin của chúng ta thể hiện như thế nào anh em nhé, ở cái trận đánh đầu tiên này. Ok, ở trận đánh đầu tiên thì người chơi Nico Robin của chúng ta thì xuất phát ở bên phải màn ảnh của anh em. Thế còn lại đối với người chơi Nikanufi thì xuất phát từ bên trái. Team số 1 của Nikanufi thì hiện nay thì đang sử dụng là Big Mom, Kaido, Katakuri, Sanji, Steel Black và em tướng Boop là Zeffy. Đối với team của Robin thì đang sử dụng một con tướng tanh Oren, một búp máu Crocus và em tướng Zeffy. Đồng thời là sử dụng hai em tướng sát thương đó là Kaido và em tướng Sanji, Steel Black nhé. Như vậy là đối với hai team của hai người chơi này, hai team số 1 thì đều sử dụng em tướng Sanji và đều có Kaido anh em ạ. Đều có em tướng Zeffy nữa, chỉ khác là một team sử dụng mẹ lớn Big Mom kết hợp với Katakuri, còn một team thì sử dụng em tướng tanh Oren và con tướng búp máu là Crocus thôi. Đấy, như vậy là khi mà hai team gồm các cái con tướng cơ bản là đều đã out meta, gọi là chỉ được sử dụng trong team số 2 và team số 3 thì lượng sát thương của các cái em tướng này thể hiện cũng rất là ok luôn. Anh em thấy là Kaido cũng được hơn 2 triệu sát thương. Đấy, hai team này thì lực chiến là sẽ là tương đối là ngang nhau thôi anh em ạ, tương đối là cân xứng và ngang nhau thôi. Đây là ulti của Oden của chúng ta với 1.285.000 này, đến từ vị trí của một con tanh thì mình thấy là cái lượng sát thương như vậy là rất là ổn định rồi. Bởi vì thường những cái em tướng tanh thì chúng ta chơi với mục đích là để lấy cái hiệu quả thủ của nó này, đỡ đòn cho team. Rồi, bao nhiêu đây? 4.535.000 sát thương đến từ vị trí của Kaido, rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. 4.500.000 sát thương đến từ vị trí của Kaido luôn. Đấy, bởi vì hiện nay thì Kaido của chúng ta cũng đang có 6 cái ấn là tăng sát thương bạo kích. Đối với 6 cái ấn tăng sát thương bạo kích này của Kaido thì cứ mỗi ấn là sẽ tăng là 5% đấy, cái sát thương bạo kích, như vậy là 65 là 30% sát thương bạo kích anh em ạ. Nên là khi mà nó nổ cái đam bạo kích ấy, thì cái lượng sát thương nó tạo ra nó sẽ rất là cao luôn. Như vậy là team số 1 của Robin thì hiện nay đã mất em tướng tanh là Oden rồi. Còn lại team số 1 của Luffy Zeffy đi, Nikanufi thì vừa mới là tiễn mẹ lớn lên được. Hiện nay bây giờ sẽ còn là 4 đấu 4, trong đó là cả hai team thì đều còn búp đấy, đều còn em tướng sát thương. Tuy nhiên là team của Robin thì vẫn còn em tướng tanh Oren anh em ạ. Em tướng tanh Oren và hai em tướng búp là
Crocus và em tướng Zephy. Như vậy là chỉ còn một mình em tướng Dam là hoàng tử Sanji thôi. Sanji này thì đang mang một cái skin hoàng tử Zema 66. Mình thấy là cái skin này thì nó đẹp hơn cả cái bộ trang phục Steel Black, cái bộ Suiba đấy, bộ mặc định của nó anh em ạ. Nên là rất là đáng tiền đấy, khi mà anh em bỏ tiền ra anh em nạp lấy cái trang phục này. 1.750.000 sát thương đến từ vị trí kỹ năng 1 của Katakuri của chúng ta anh em ơi. Rất là ok luôn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ còn 4 đấu với 3. Đấy, trong đó Zephy vừa rồi thì đã lên đường rồi, nhưng lại tiếp tục là có Run Haki hồi sinh. Và vừa rồi có một pha ulti rất là tuyệt vời đến từ vị trí của Sanji Steel Black anh em ạ. 8.030.000 sát thương đến từ vị trí ulti của Sanji luôn. Thật sự là rất là lâu rồi mới thấy Sanji lại có những cái pha combat nó đặc sắc đến như vậy anh em ạ. Đấy, hiện nay thì bên server Việt Nam thì đối với những em tướng Sanji rồi Zoroenma hoặc là Kaido đấy, thì anh em vẫn dùng rất là ok và rất là vô tư. Kể cả Zoroen cũng rất là mạnh mẽ luôn. Nhưng tuy nhiên là nếu như anh em theo dõi bên kênh của mình hoặc một số kênh khác thì anh em thấy là các top server chung và bên server Âu thì hiện nay thì đối với các em tướng đời đồng đấy, UR đời đồng thì đều đã out meta hết rồi. Và vừa rồi thì Crocus tiếp tục là hồi sinh em tướng Kaido lên. Và team số 1 của Robin lại đầy đủ là 5 con tướng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với team số 2 của Nikanofi. Team chính của bạn ý 7 triệu 8 lực chiến. Như vậy là chênh khoảng 1 triệu rưỡi. Với đội hình là tank Edward Review, búp máu Wanomako, tướng sát thương là gồm 3 con tướng Dulap Blitz này, Carrot và kết hợp là Nikanofi. Hiện nay thì chưa có em nào là full kỹ năng SP đấy cả. Nhưng tuy nhiên là đã có những cái con tướng ví dụ như Nikanofi là SP 10 năm rồi, chỉ còn thiếu một viên đá chuyển SP nữa thôi. Ok, như vậy là Dulap Blitz đấy, với skin là với cái skin là không mặc áo đấy, có trang phục nhưng mà không mặc áo, thì vừa rồi là đã đấm cho Crocus lên đường rồi. Và Nikanofi với cái pha ulti vừa rồi cũng đạt được 8.470.000 sát thương anh em ạ. Rất là cao luôn. Đấy, tính đến thời điểm hiện nay thì top các con tướng sát thương đấy mà mình tham gia các cái group và các cái nhóm của bên server Âu đấy, người ta đánh giá anh em ạ, thì hiện nay top 1 các con tướng sát thương thì nó đang rơi vào tay của Young Ryan là 1 này, Sư Tử Vàng Siki là 2. Thì đấy là hai con tướng là top 1 sát thương hiện nay anh em ạ. Đấy, còn Nikanofi thì được xếp vào top 2 các cái con tướng sát thương nha anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với team chính của người chơi Robin với 7 triệu lực chiến, thấp hơn 800.000. Và đội hình Edward Weevil, búp máu Wanobako, Kuzan, Nico Robin và kết hợp là Carrot. Hiện nay thì em tướng Nico Robin của chúng ta nó sẽ có một cái kỹ năng rất là hay, đó là cái phản kích đấy, phản kích bằng đòn đánh ulti nha anh em nhé. Tí nữa anh em sẽ được thấy ở đây hiện nay là đang là tên số 1 nhé. Thì anh em sẽ thấy là Nico Robin của chúng ta có sử dụng được cái kỹ năng phản sát thương hay không. Và nếu mà muốn phản được sát thương thì buộc Nico Robin của chúng ta là phải gắn được cái dấu ấn Blom. Và hiện nay con tướng Nico Robin của chúng ta đang có cái dấu ấn Blom rồi, nếu mình nhớ không nhầm đấy, thì có cái dấu ấn Blom rồi. Bây giờ thì là tên 2 rồi anh em ạ. Khi mà Nico Robin mà full kỹ năng SP nha, và 4 anh em ơi, của cái kỹ năng 4 ấy thì nó sẽ có khả năng là phản sát thương, phản kích bằng 3 đòn đánh ulti trong một trận. Đấy anh em ạ, nếu bình thường mà kỹ năng 11 sao thì nó chỉ phản một lần thôi. Nhưng mà khi mà full kỹ năng SP thì nó sẽ phản được khoảng 3 lần. Như vậy anh em có thể thấy là chênh hơn so với các con tướng khác là 3 lần đấy, sử dụng kỹ năng ulti và với 100% sát thương anh em ạ. Đây là ulti của Nico Robin của chúng ta. Nico Robin 15.030.000 sát thương anh em ơi. Anh em có thể thấy là với độ chênh là 800.000 lực chiến đấy, nhưng mà thật sự là cái pha ulti vừa rồi phải nói là quá là đẳng cấp luôn anh em ạ. Đến từ vị trí trị đại Robin của chúng ta. Và Robin của chúng ta thì vừa mới được làm lại đấy, cái hiệu ứng ulti nha anh em nhé. Trước đó thì cái phần khuôn mặt của Robin thì vẫn là có cái khuôn mặt là màu trắng anh em ạ. Nhưng tuy nhiên là sau khi làm lại cái hiệu ứng thì cái khuôn mặt toàn thân, gọi là toàn thân của Nico Robin sau khi hóa ác quỷ thì đã chuyển sang màu đen hết rồi. Đấy, 4.020.000 sát thương đến từ cái kỹ năng 1 của Nico Robin. Thật sự là rất là chất lượng luôn anh em ơi. Không thể chê vào đâu được. Đấy, từ cái tạo hình là khuôn mặt thì rất giống trong chuyện rồi. Đấy, còn lại là cặp chân thì rất là dài rồi. Rất là ok, rất là nét và xuất sắc rồi anh em ạ. Ok. Và như vậy đấy, hai cái pha ulti của
Nikon Ufi của chúng ta cũng rất là chất lượng luôn, nhưng tuy nhiên là gặp một team cũng khá là trâu luôn anh em ạ. Và team của người chơi Robin thì có em tướng là ở đây phản sát thương này này anh em ơi, đây phản kích, đây phản kích đây, với 4,2 triệu sát thương nhá. Đấy, bởi vì cái turn vừa rồi, cái turn 4 thì là cái turn các cái con tướng sử dụng kỹ năng anh thường, nhưng tuy nhiên là anh em có thể thấy là Robin của chúng ta đã phản kích bằng một đòn ulti. Như vậy đấy là cái lần đầu tiên nhá, Robin phản kích. Trong một trận thì Robin sẽ có 4 lần phản kích. Đấy, 4 lần phản kích bằng cái đòn đánh ulti anh em ạ. Rất là chất lượng luôn. Như vậy là Edward Weevil đã bị Nikan Ufi là tiễn lên đường rồi. Bây giờ chúng ta sẽ còn thế trận là 2 đấu với 4 anh em ơi. Và trong đó thì Wanomako búp máu cũng là siêu búp luôn. Đấy, Kuza tiếp tục. Ui giời ơi, 3.430x nghìn sát thương đến từ vị trí kỹ năng 1 của Nico Robin, và đã tiễn thuyền trưởng lên đường rồi anh em ạ. Đấy, lượng sát thương của Nico Robin mình thấy là cũng tương đối là ổn định anh em ạ. Đấy, cũng không trồi sụt lắm, nhưng mà thật sự là có những cái trận thì lại thấy cái lượng sát thương nó lại nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Khả năng là gặp một team mà bui cái kháng bạo đấy, rất là trâu luôn đấy, ví dụ là như vậy. Nhưng tuy nhiên là khi mà gặp những cái team mà nó ngang ngang, và đặc biệt đây là như ở cái trận này thì anh em có thể thấy là chênh 800.000 được chiến đấy, nhưng mà Robin của chúng ta với cái pha sử dụng kỹ năng ulti rồi kỹ năng một, lượng sát thương gây ra thì mình thấy là cực khủng luôn anh em ạ. Tiếp tục là ulti này, như vậy là mid rồi, ulti của Carrot của chúng ta đây. Sau em tướng tuần này thì đang là cái tuần thứ 3 là ra em tướng Wanomako ở bên server Việt Nam, và đang tự chọn ba con tướng đúng không anh em, Sanji Steel Black này, Crocodile này, với cả một em tướng gì nữa mình không nhớ kỹ. Thì sang tuần sau nhé anh em nhé, bắt đầu vào thứ năm tuần tới thì sẽ update em tướng mới nếu không có gì thay đổi, đó chính là em tướng truyền kỳ Yamato anh em ơi, quái vật ba đầu nhá. Con tướng này thì nói chung là rất là ngon luôn, ngon từ kỹ năng đến gọi là tạo hình luôn anh em ạ. Nếu mà anh em là có điều kiện anh em nào thì nó là một em tướng rất là đáng giá cho anh em nhé. Tiếp tục 10 triệu sát thương đến từ vị trí ulti của Nico Robin của chúng ta, rất là ok luôn anh em ạ. Tiếp tục á, táng à, táng à, đấy vừa rồi là con tướng Kuzan đấy, team của người chơi Nikan Ufi là táng Nico Robin là hết khoảng một nửa cây máu anh em ạ. Ok, trận đấu tiếp theo là team số 3 đấy, của người chơi Nikan Ufi đấy, đấu với team số 2 đấy, của người chơi Robin anh em ạ. Thực sự thì về lực chiến nó cũng là quyết định một phần, nhưng tuy nhiên là cái chất tướng cũng là quyết định một phần anh em ạ. Đấy, và các cái con tướng nó thể hiện cũng là một phần. Như vừa rồi là trận đấu 7,8 triệu lượt chiến với 7 triệu lượt chiến đúng không anh em. Và cả hai team thì đều có siêu búp máu Wanomako. Đấy, đều có những con tướng sát thương cũng là mới rất là hay luôn. Ví dụ như Nikan Ufi này, Dulabolit cũng là những em tướng rất là hay luôn anh em ạ. Tiếp úi dồi ôi, 20 triệu sát thương đến từ vị trí ulti của em tướng Nico Win. Và không phải là đến từ vị trí ulti, mà vừa rồi nó đến từ cái vị trí là cái đòn phản kích anh em ạ, chứ không phải đến từ ulti. Tiêu biểu là lúc đó anh em có thể thấy là em tướng Carrot của chúng ta là tiếp tục đấy, lại sử dụng cái kỹ năng đánh thường một lần nữa anh em ạ. Rất là ok luôn. Như vậy là tính đến bây giờ thì Robin chúng ta hình như đã phản kích được 2 lần hay 3 lần rồi. Ít nhất là 2 lần rồi. Còn mình nhớ không nhớ là có đến được 3 lần hay không. Và đây anh em ơi, như vậy là chúng ta hiện nay thế trận hiện nay là 4 đấu 3. Đấy, trong đó thì team của người chơi Robin thì còn 3 em tướng. Một em tướng búp Wanomako và hai em tướng thuộc dòng hải tặc Carrot và em tướng Robin. Và nếu như để ý đến thời điểm hiện tại thì các em tướng nữ ở bên con game kho báu truyền thuyết này mình thấy là được ưu ái rất là nhiều. Đấy, từ nếu như nó là một em tướng sát thương thì lượng sát thương cực khủng, nếu như nó là em tướng búp thì khả năng búp rất là căng luôn anh em ạ. Ví dụ như em tướng Diva Uta là một em tướng búp thuộc dòng truyền kỳ này đấy, hoặc là sát thương thì đối với em tướng Nico Robin này đấy, hoặc em tướng Carrot, hoặc nữa là em tướng Yamato, và tiếp tục là Perona anh em ơi, thì đều là những con tướng rất là chất lượng đấy. Lại một pha gọi là ulti của Nico Robin với 18 triệu sát thương anh em ạ. Cái trận đấu ngày hôm nay của trận đấu đầu tiên đấy, của em tướng Nico Robin anh em thấy là cao nhất là 20 triệu sát thương rồi, tiếp theo là đến 18 triệu đấy, rất là khủng luôn. Đây xem nào, 57 triệu sát thương sau 5 turn này anh em thấy là để ý rất là khủng luôn. Nếu mà chia ra thì mỗi một turn thì trung bình là Robin của chúng ta ghi được là 10 triệu đấy, 700.000 sát thương anh em ạ. Tiếp theo này đấy, 45 triệu sát thương 7 turn, 7, 6, 42 luôn anh em ạ.
rất là ok luôn. Đấy là trận đấu đầu tiên anh em ơi. Mình sẽ tiếp tục gửi tới anh em một trận đấu nữa. Đấy, của người chơi Rubin này với người chơi mình gọi là Silu Mưa nhá. Đối với người chơi Silu Brain này thì anh em thấy là ba team của bạn ý, team số 1, team số 2 thì khá là bình thường. Và team số 3 của bạn ý lực chiến là 7.303.000, như vậy là thấp hơn, à cao hơn team của Robin là 300.000 lực chiến. Đấy, team của bạn ý thì có em tướng Luffy Zephyr hiện nay đang SP14 này anh em ơi, cũng tương đối là ngon rồi. Tiếp theo Silio Brain thì SP hiện nay là cũng 14 này, ok này. Tiếp theo này Yamato của chúng ta thì hiện nay là SP12, Wanomako này và em tướng Kaido. Rồi ok, bây giờ sẽ cùng đến với cái trận đấu này tiếp theo nhé, để chúng ta xem là em tướng Nico Robin của chúng ta thể hiện như thế nào. Đây anh em có thể thấy này, vẫn đấy, vẫn chỉ sử dụng đến team số 2 thôi, team của con tướng Nico Robin thôi. Rồi Sanji Steel Black này, như vậy là qua cái kết quả thì cái trận đấu đầu tiên, cái team số 1 của người chơi Robin có thể giành chiến thắng hai team đầu của người chơi Silu Mưa anh em ạ. Và đây tiếp theo lại 1.530.000 sát thương đến từ vị trí của Katakuri này. Đấy, Silver Rainer này. Cái team của người chơi Robin thì hiện nay đang xuất phát từ bên trái màn ảnh của anh em nhé. Còn team của người chơi Silu Mưa thì đang xuất phát từ bên phải màn ảnh của anh em. Ulti của Sanji 905.000 này, rất là trồi sụt luôn. Có lúc thì 8 triệu nhưng có lúc lại chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Orien này, hình như là Orien thì vẫn phải trong cái nội tại kích hệ là vẫn phải có 3 tướng từ 3 hệ khác nhau đúng không? Đấy, xuất phát trong cùng trận đấu, bắt đầu từ em tướng Yamato trở đi anh em ạ, thì mới cần là 2 hệ thôi thì anh em có thể bớt đi được đấy, một hệ khi mà anh em muốn kích cái nội tại hệ của con các cái con tướng truyền kỳ nhé. Hiện nay thì team của người chơi Robin, team số 1 thì đang sử dụng Kaido là xuất thân từ hệ tứ hoàng này. Tiếp theo nữa là Sanji Steel Black thì từ hải tặc này, và em tướng Zephy là từ hệ hải quân. Như vậy là đã đủ 3 hệ rồi thì nó sẽ kích hoạt cái nội tại kỹ năng 4 của em tướng Tanh Odin truyền kỳ, đó là trong vòng 3 turn đầu thì sẽ tăng cái miễn giảm sát thương này, tăng cái kháng bạo kích này và tăng cái kháng sát thương bạo kích cho toàn thể team địch. À team ta, hiện nay anh em có thể nhìn thấy đặc sản ở trên đầu của toàn team của người chơi Robin có 3 cái ấn là tăng giảm sát thương, tăng kháng bạo và tăng cái kháng sát thương bạo kích trong vòng 3 turn, và sang turn 4 thì nó sẽ mất đi nha anh em nhé. Chỉ cần 3 turn như vậy thôi là đã rất là ok rồi, đều là tăng thủ thôi, đều là tăng kháng thôi. Rất là ok anh em ơi. Bây giờ vẫn là cuối turn 3 này rồi, Big Mom đã lên đường rồi anh em ơi. Hiện nay thì còn chỉ còn 3 con tướng thôi. Và đấy, như vừa rồi bắt đầu bước sang turn 4 thì anh em thấy là trên đầu các con tướng của người chơi Robin thì đã mất 3 cái ấn rồi, 3 cái ấn giảm sát thương, ấn kháng bạo và kháng sát thương bạo kích rồi. Thật sự là em tướng Nico Robin thể hiện rất là tuyệt vời luôn. Nếu như tính đến thời điểm hiện nay thì mình đánh giá bên hải tặc thì đang có em tướng Luffy Zephyr là 1 này, em tướng Nico Robin là 2, em tướng Carrot là 3, là 3 em tướng, một tanh và 2 tướng sát thương thì cực ngon. Đấy, đến thời điểm hiện nay luôn, nó thể hiện vẫn rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Đối với em tướng Carrot thì dành cho những người chơi gọi là VIP tầm trung và nông dân và dân cày. Đấy, còn lại VIP cao thì người ta sẽ sử dụng các con tướng thuộc dòng truyền kỳ và các con tướng thuộc dòng tứ hoàng. Nhưng đối với các người chơi nông dân này và VIP trung trung với anh em ạ, đấy, tầm từ VIP 10 trở xuống chẳng hạn, thì anh em sử dụng em tướng Carrot, em tướng Nico Robin thì rất là ngon luôn anh em nhé. Thì đấy là thuộc dòng hải tặc. Thì hiện nay tính đến thời điểm hiện nay, so bên server Trung và bên server Âu thì đang có 3 con tướng xếp hạng rất là cao, đó là con tướng Nico Robin, Carrot và Luffy Zephyr. Đối với thuộc dòng hải quân thì hiện nay ấy, thì theo mình thấy thì có em tướng là Hero Gap là một em tướng với lượng sát thương cũng cực khủng luôn, và cái khả năng kỹ năng đam xuyên giáp của em tướng Hero Gap, đặc biệt là khi mà anh em mang Hero Gap đi mà đam bot anh em ạ thì sẽ rất là ok, cái khả năng anh em sử dụng chiếm được top 1 bot thì rất là cao anh em nhé. Đấy, cả em tướng Rob Lucy khi mà anh em để dành đam bot toàn thể đấy thì con tướng Rob Lucy với lượng sát thương cũng cực kỳ ổn định luôn. Đấy, tiếp theo nữa là em tướng thủy sư Doro Akainu thì cũng là một em tướng đam bot rất là khủng. Nên nói chung là nếu mà để đánh giá đôn cái thuộc dòng hải quân anh em ạ thì mình thấy là thiên về đam bot là nhiều hơn. Đấy, xuất hiện khá là nhiều em tướng
để đem bot. Đấy, ngoài ra thì cũng có những cái em tướng gọi là tạ và bao cát, ví dụ như em tướng là Wano Smoker anh em ạ, out meta luôn, thật sự là rất là ít người chơi chơi em tướng Wano Smoker luôn. Ok, đây là Crocodile của chúng ta với 4.380.000, và tiếp tục là đến với team số 2 của người chơi Silly Brain anh em ạ. Nào, vã đi. Tiếp tục cái ulti của Edward Greenview rất là khó chịu luôn, với cái hiệu ứng khiêu khích luôn anh em ạ. Đấy, như vậy là Oren của chúng ta đang dính hiệu ứng khiêu khích rồi. Bao nhiêu? 1.850.000 sát thương đến từ vị trí ulti của Sabo. Và Sabo thì hiện nay thì đang mang một cái skin là Lucy ở đấu trường Dressrosa anh em ạ. Ok, như vậy là Kaido đã lên đường và có cái nội tại bất tử trong một hiệp của em tướng Zephy. Và Sanji Steel Black của chúng ta thì hiện nay thì đang có cái nội tại là tàng hình anh em ạ. Đấy, tàng hình, khi mà nó sử dụng kỹ năng thì nó mất cái tàng hình nhá. Còn khi mà đang ở trong trạng thái tàng hình thì Sanji nó sẽ không chịu sát thương. Thôi, như vậy là team số 1 của người chơi Robin của chúng ta thì chỉ còn 3 em tướng thôi, Crocus, Kaido và Sanji Steel Black. Đối với team của người chơi Silu thì vẫn đang đầy đủ 5 em tướng. Trận đấu số 2 bước sang turn số 4 anh em ơi. Nào, tiếp tục chúng ta sẽ thấy màn lật kèo đến từ vị trí của Robin. 3 triệu sát thương, có liên kích không? Như vậy là không có liên kích anh em ạ. Crocus sẽ có một pha ulti và Orion đã lên đường. Sau khi lên đường một phát là anh bắt đầu anh xả gọi là ulti luôn anh em ạ, hai lần liên kích luôn và gây choáng luôn cho con tanh Edward Greenview và con tướng Dam là Enen luôn anh em ạ. 8 triệu 2 sát thương đến từ vị trí ulti của Kaido, tuyệt vời, và đã tiễn Sabo lên đường rồi. Đấy, như vậy là 4-4 rồi, lại lật kèo đến nơi rồi. Orion thì sau khi hồi sinh dậy với hai phát ulti liên tục thì tiếp tục đã bị Crocodile đã tiễn lên đường rồi. Nhưng tuy nhiên là hiện nay team của người chơi Silu, team số 2 của người chơi Silu thì chỉ còn có 4 con tướng, và trong đó thì đối với tướng sát thương thì Enen thì không tính tiền rồi, còn mỗi Crocodile thôi. Nhưng Crocodile thì thực tế là cũng không thiên về sát thương lắm, mà thiên về cái khả năng là khống chế và tạo hiệu ứng debuff cơ. Rồi, tiếp tục, như vậy là trận đánh này thì khả năng sẽ kết thúc ở turn số 8 hoặc số 9 gì đấy anh em ạ, khi mà các cái con tướng sử dụng kỹ năng ulti, và đặc biệt là em tướng Kaido của chúng ta nó xả ulti chẳng hạn. Rồi, sang turn 7 thì team của Robin sẽ sử dụng kỹ năng 1. Hãy chà, 1.989.000. Rất tiếc là Kaido và Sanji hiện nay thì đang bị dính cái hiệu ứng khiêu khích đấy, từ cái vị trí kỹ năng 1 của con tướng Crocodile đấy anh em ạ. Rồi, nào liệu có màn thanh tẩy để xả kỹ năng ulti không? Như vậy thì vẫn phải câu kéo, căng kéo thêm một vài tơn nữa anh em ạ. Chúng ta sẽ vẫn còn cái màn ulti của con tướng Kaido nữa anh em ơi. Sau khi ulti của Crocus, đây Crocus của chúng ta sẽ hồi sinh. Em nào, tiếp tục là Odin. Tiếp tục hồi sinh Odin. Như vậy là Zephy là bị chết bởi cái kỹ năng của con tướng Sabo, nên do vậy là Crocus nó sẽ không có phần trăm hồi sinh em tướng Zephy anh em ạ, mà chỉ hồi sinh Odin thôi. Đây, 2.832.000. Và con tướng Enen đã lên được. Hiện nay chúng ta chỉ còn 3 em tướng thôi, Zephy, Crocodile và em tướng là Edward Greenview. Như vậy là Edward Greenview của chúng ta thì chỉ còn một chút máu nữa thôi, sắp đi rồi. Dính một đập của Kaido sẽ là đi thôi. Rồi, như vậy là Oren lại tiếp tục lại lên đường anh em ạ. Dính cái hiệu ứng của con tướng Crocodile anh em ạ, cái hiệu ứng là xói mòn cát anh em ạ, nên là mất máu theo tơn. Như vậy là Oren đã hoàn thành cái nhiệm vụ là sau khi hồi sinh dậy là ulti xong là lại lên đường. Edward Greenview thì đã lên đường rồi, hiện nay thì chỉ còn Zephy và còn em tướng Crocodile thôi. Trận đấu khá là căng thẳng luôn, khi mà một team của người chơi Nico Robin, team số 1 của người chơi Robin phải chống lại hai team của người chơi Silly Brain và vẫn có thể giành chiến thắng anh em ạ. 3 đấu 2 và team Robin thì đang có Crocus vẫn có khả năng hồi sinh trong turn tiếp theo, vẫn có khả năng hồi sinh Orion sống dậy được anh em ạ. Còn team của người chơi Silly thì hết rồi, bây giờ là cứ chết là chết thôi. Xác định là đứt là chỉ có nằm xuống và đem đi chôn thôi anh em ạ, chứ không thể là để đấy và chờ hồi sinh nữa. 2.500.000 và Zephy lên đường rồi, tiếp tục lại Oden lên và ulti Crocodile rồi, 397 choáng rồi.
Ulti thôi, Ulti của Kaido của chúng ta đây. Như vậy là 4 triệu 7 và tiễn Crocodile lên được. Như vậy là lại tiếp tục còn 4 con tướng. Và chúng ta đến với team chính của người chơi Siêu. Team chính của người chơi Siêu hiện nay đang sử dụng một em tướng tank Luffy Zephyr, búp máu là Wano Marco và ba em tướng sát thương. Hai bố con thì Kaido là một này, và em tướng Siêu Brain đấy là em tướng sát thương số 3 với đội hình là chữ T ngược anh em nhé. Ấy anh em thấy chưa, Yamato vừa rồi là với cái kỹ năng một đấy, tỉa một phát theo hàng dọc là Sanji Steel Black của chúng ta đã lên đường rồi, rất là nhanh luôn. Ulti của Siêu cực ngầu luôn anh em ạ, ulti của Siêu thì cực ngầu luôn, miễn chê luôn đấy. Nhưng tuy nhiên là em tướng Siêu thì lại thiên về bùi tanh hơn anh em ơi, nên là nếu như anh em hy vọng em tướng Siêu của chúng ta là một em tướng có thể gây được 10, 15, 20 triệu sát thương thì thực tế là khá là khó anh em ơi. Nhưng nếu mà anh em bùi theo hướng tanh đấy, để em tướng đó là một con tướng chống chịu và cấu rỉa máu đấy, tạo hiệu ứng để búp và búp cho team ta thì rất ok luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với team chính của Robin đấy, team chính của Robin đây, chị đại Robin của chúng ta kia rất là nét nét luôn, đặc biệt là kể cả em tướng Carrot nữa, hiện nay thì đang mang một cái trang phục bikini bãi biển đi tắm anh em ạ, và đeo một cái ống nặng luôn, nhìn trông rất là đẹp luôn, người bé nhưng mà cái gì to nào. Úi giời, 9 triệu 1 anh em thấy chưa, ulti của Yamato tổng chưa, 9 triệu 1 sát thương đến từ vị trí ulti của Yamato, và con tướng là Edward Quiview và cái con tướng Kuzan của chúng ta gần lên đường luôn anh em ạ. Đấy, không biết sẽ có màn trả đũa đến từ vị trí của Nico Robin của chúng ta hay không, nhưng mà anh em sẽ cùng chờ cái pha gọi là trả đũa, nhưng trả đũa bằng cái đòn phản kích nha anh em nhé. Hiện nay thì Robin của chúng ta đã có cái dấu ấn Blom rồi, nếu mình nhớ không nhầm là đã có cái dấu ấn Blom rồi. Cái dấu ấn Blom chính là cái dấu ấn hình ngôi bông hoa kìa, bông hoa nhiều cánh kìa. Đấy rồi, đây này, đây có phản không, không phản à, phản đi. Như vậy là không có cái pha gọi là phản kích đến từ vị trí của Nico Robin anh em ạ, vẫn chưa thấy được. Và Edward Review của chúng ta thì đã lên đường rồi, hiện nay thì chỉ còn 4 em tướng thôi, 4 đấu với 5 đấy, một team 7 triệu lực chiến đấu với một team là 7 triệu 3 lực chiến. Ok đấy, ulti của Kuzan thì đẹp tuyệt vời, mình đánh giá ulti của Kuzan thì đẹp tuyệt vời luôn. Đây rồi, đây rồi, bao nhiêu, 7.387.000 nha anh em nhá. Ok chưa, tiếp tục về liên kích này, 7.578.000. Như vậy là với hai lần liên kích liên tục thì với kỹ năng ulti của Nico Robin của chúng ta cũng được 15 triệu sát thương, và kèm theo em tướng Carrot của chúng ta bồi thêm cho hai pha liên kích nữa thì Luffy Zephyr đấy và em tướng Yamato đã lên được, thế trận đã xoay chiều. Hiện nay thì 3 đấu với 4 rồi anh em ạ, rất là ok luôn anh em ơi, quá tuyệt vời đến từ vị trí song kiếm hợp bích của Nico Robin và của Carrot luôn anh em ạ, cực khủng luôn. Nên là anh em nào đam mê hải tặc thì anh em có thể xác định đầy đủ một team hải tặc để anh em chơi rồi. Bây giờ anh em chỉ cần chờ mỗi em tướng gọi là Carrot UR ấy, à mình xin lỗi, là em tướng Chopper đấy, Chopper UR ra nữa thôi là anh em hoàn toàn có thể hoàn thiện một team hải tặc cực khủng và cực mạnh luôn, với tanh là Luffy Zephyr, với tướng búp là em tướng Chopper UR đấy, và tướng sát thương hiện nay anh em có thể sử dụng Carrot, có thể sử dụng là Onikit và kết hợp với em tướng Nico Robin, một tanh ba ram và một búp, hoàn thiện lên một cái team hải tặc cực khủng luôn anh em ạ, đam cực khủng luôn. Đấy là đối với những anh em nào đam mê hệ hải tặc anh em ạ thì rất ok luôn anh em nhé. Nhưng mà cái bước đầu tiên anh em cần làm đến bây giờ là anh em phải tích vé hoặc là anh em phải nạp, và anh em nâng lấy một vài con tướng full kỹ năng SP thuộc dòng hải tặc đi, và khi ra đấy Carrot trước thì anh em sẽ lấy Carrot và anh em chơi Carrot trước, sau đó là ra Luffy Zephyr thì anh em chơi Luffy Zephyr, và tiếp theo đến Carrot Onikit thì anh em chơi Onikit, và cuối cùng là Robin ra thì anh em chơi Robin đúng không. Đấy, tiếp theo nữa là em tướng Chopper, mình cũng hy vọng là sau em tướng dâu trắng truyền kỳ thì cái em tướng tiếp theo sẽ ra bên tàu dòng hải tặc là em tướng Chopper anh em ạ, bởi vì khá là nhiều các cái con tướng sát thương ra gần đây, tuy nhiên là tướng búp thì cũng đang hơi ít, nên là mình hy vọng là bên dòng hải tặc hiện nay đang chưa có tướng búp thuộc dòng UR thì sẽ có em tướng Chopper phiên bản Wano Quốc thuộc dòng UR nha anh em nhé. Bởi vì hiện nay là đối với các con game khác, One Piece Burning Wheel ấy thì đã có Chopper UR rồi, Chopper phiên bản sau tham kit rồi. Đây trận 1 này, trận 2 này, trận 3 này, là trận 4 của chúng ta đây anh em thấy à, qua 6 turn thì Robin với 31 triệu sát thương anh em ạ. Như vậy là trung bình là 5 triệu sát thương một turn.
rất ok luôn anh em ơi, rất là khủng luôn. Rồi thì video ngày hôm nay của mình kết thúc đây anh em nhé, xin chào anh em nhé.